Chào năm mới mọi người, chúc mọi người năm 2024 dồi dào năng lượng, tràn đầy sức khỏe để có thể mua một chiếc xe đạp và chúng ta nâng cao sức khỏe của mình. Trên màn hình các bạn đang xem là dòng Java X9 và Java Fuco. Đây là hai mẫu xe khung carbon đáng mua và đáng chú ý nhất năm 2024 này. Những cái mẫu xe đạp khung carbon mà xe đạp đua năm 2024 đã có mức giá rất là tốt rồi và các bạn có một bộ phụ tùng cũng quá là hoàn hảo luôn trên hai cái con xe này. Với những cái ai mà thích những cái dòng xe mà nó nghiêng về cái dòng xe thiết kế như là CVL á các bạn, cái Java Fuco nó đang theo hướng như vậy. Hình dáng thiết kế của nó cũng như là cái đùi sau á, mình thấy nó na ná với lại cái con xe CVL dòng S-Series. Nếu các bạn nào mà thích những cái dòng xe mà nó góc cạnh một tí xíu thì các bạn sẽ thấy Java Fuco nó rất là đỉnh mắt với mình. Còn những cái dòng xe của Sava thì họ đang thiết kế theo cái hình hướng nó giống như vậy Giant. Các bạn thấy những cái khung của nó rất là to, nó tròn, nó mềm mại hơn và nhìn cái gì đó nó thanh thoát hơn, trên một cái con xe nhìn nó đậm hơn. Và hai cái con xe này khung carbon của nó đều đạt chứng chỉ UCI hết. Vì vậy mà nếu như mà chúng ta muốn trở thành một vận động viên á, giờ đây các bạn có thể mua những cái dòng xe kích thước chuẩn quốc tế để mà chúng ta có thể luyện tập trở thành một vận động viên á, nó đã nhẹ chi phí hơn rất là nhiều. Với cái con xe Java Fuco á thì các bạn chỉ cần bỏ ra 28 triệu đồng thôi, các bạn đã có thể luyện tập để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Với cái con Sava X9 các bạn bỏ ra 29.500.000 đồng thôi. Trên cái con Sava X9 á, các bạn sẽ có một bộ phụ tùng của Shimano 105, nhưng mà cái phụ tùng nó sẽ nhiều hơn. Các bạn sẽ có cái tay lắc của 105 nè, cái phanh heo dầu của 105 nè, cái giò dĩa của 105 nhé, đề trước 105, đề sau 105 và cả cái clip này các bạn cũng là của Shimano luôn, một bộ của Shimano 105. Cái độ chính xác trên cái con xe khi mà bạn ở tốc độ cao á thì mình đánh giá là X9 nó sẽ chính xác hơn. Và cái đùm của nó cũng là cái đùm của Shimano luôn. Trên cái con xe Sava X9 á, mình thấy nó giống như là một cái con xe thật sự, là những con xe cao cấp. Nó không có nghiêng quá về cái tiếng còi nổ các thứ, nhưng mà nó sẽ nghiêng về cái độ trớn cũng như là cái tính kỹ thuật cho một cái người cần cái con xe nó tốc độ cao. Các bạn thấy nó nhẹ nhàng lắm nhưng mà nó rất là trớn. Còn trên cái con xe Java Fuco á, nó rẻ hơn 1,5 triệu đồng. Thì các bạn thấy có một cái giò dĩa của đề ca, tức là nó bị lược bỏ đi một cái giò dĩa các bạn. Rồi, cái clip này nó cũng không phải là cái clip của Shimano. Cái clip sau nó sẽ là cái clip của Sunshine, tức là nó lược đi một tí xíu. Nhưng mà đổi lại các bạn sẽ được trên cái con Java Fuco ở đây á, là cái bộ Shimano mới, là chúng ta sẽ có được 12 clip sau. Còn cái con Java X9 thì các bạn sẽ có 11 clip sau. Và với cái bộ phụ tùng của Shimano mới này á, nó sẽ có nhiều cái tính năng hơn, các bạn có thể sang số nhiều hơn. Mình đánh giá là ở tốc độ cao á, nó cũng sẽ nằm ở một cái gì đó nó thấp hơn Sava tí xíu, tại vì cái tính đồng bộ của nó không có. Cái tính đồng bộ giữa Deka và Shimano á, thì nó sẽ là dường như là khoảng 9 điểm, còn trên cái con Sava X9 nó sẽ là 10 điểm kiểu như thế. Và cái đời của cái con Shimano trên cái Sava Fuco á, nó sẽ cao hơn một đời, tức là cái này dùng cái đời sau nó là 7100, trên Sava X9 nó sẽ là R7000. Vì vậy nếu các bạn nào mà thích về cái tính năng trên cái bộ phụ tùng mới 12 clip sau thì các bạn sẽ nghiêng về cái con Sava Fuco. Còn nếu các bạn nào mà nghiêng về cái tính đồng bộ, cái tính chính xác cũng như là đồng bộ cái bộ phụ tùng với nhau á, thì chúng ta sẽ chọn cái con Sava X9. Về cái thiết kế trên hai cái con xe này á, đều là thiết kế dạng khí động học, dây đi âm vào bên trong hết các bạn. Và vành nó đều là vành carbon hết. Tổng trọng lượng của hai con xe này á, mình đánh giá là nó như nhau các bạn, nó không khác nhau gì là mấy. Mình có thể rinh một ngón tay trên cái con xe này là chuyện bình thường các bạn. Cái trọng lượng trên cái con xe đạp bây giờ nó rơi tầm một khoảng 8,5 kg đến 9 kg cho những cái dòng xe full carbon như thế này. Với hai cái con xe này thì dường như là mình muốn cảm ơn đến lại Java và cảm ơn đến lại Sava, họ đã phát triển những cái dòng xe mà nó gần tiệm cận với lại một người chơi xe đạp chuyên nghiệp để mà có thể luyện tập trước để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp với chi phí nó hợp lý hơn. Các bạn luyện tập những cái tư thế khó, luyện tập những cái bứt tốc khó, nếu như có vấn đề gì đó nó cũng không có thiệt hại kinh tế quá nhiều cho chúng ta trên những cái con xe như thế này. Và giữa Sava hơn 1,5 triệu, dường như hai con xe này nó đều là 9-10 với nhau về cái tính năng. Nhưng cá nhân mình thì mình sẽ thấy cái con Sava X9 nó đẹp hơn một tí xíu, tại vì nhìn nó mềm mại hơn, nó thanh thoát hơn. Nhìn đây là những dòng xe đạp đua cao cấp và khung carbon, xe đạp tay công, cho nên là các bạn cần phải được tư vấn về size, về kích thước trước khi mà các bạn leo lên cái con xe đạp này và đạp 30, 40, 50, thậm chí 60 km/h thì các bạn phải đặt đúng kích thước nhé. Ở bên Tâm Đức đang có đủ size, đủ màu để cho các bạn lựa chọn về hai cái dòng xe này cho cái mẫu năm 2024. Các bạn có thể liên hệ ngay bộ phận kinh doanh ở bên mình để được tư vấn chính xác hơn, để chúng ta đạp xe nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình trên những dòng xe cao cấp này.